Thế cái này chú ạ, thủng mấy cái? Một cái đây, chắc thủng. Cháu có một cái vá sắn này thay cái cũ nhỉ? Ừ, thì thay đi thôi. Vâng.
xong rồi. Rồi em đi hộ anh đi chở đi lắp luôn đi. Vâng. Nhé. Vâng. Lùi xe ra đây. Đi vào trong một tí để ngồi được là được. Hôm qua anh Thảo anh có đồ lắp rồi đó. Ừ, có đồ được. Anh có phải mang đồ đi.
Anh hết bao tiền nhỉ? Đây 100 nghìn cái đồ của anh. Chị Thắng à. Mà nhà xe anh đi nói vậy như nè. Phải dây thâu lặng tỏ dây như dây à. Ồ thì dây dây vậy nha. Ờ ờ ờ. Là dây. Ừ ừ ừ. Hả? Ờ ừ. Ờ ừ.
Thắng mấy xe tỏ tức nhà. Ừ xong thật to đó. Ừ. Đấy.